Xin chào tất cả các bé khối mẫu giáo 4-5 tuổi đến với hoạt động làm quen với toán ngày hôm nay. Qua video này, cô giáo sẽ hướng dẫn chúng mình làm quen với toán qua đề tài so sánh chiều cao của hai đối tượng. Bây giờ xin mời chúng mình cùng vào bài học với cô nhé. Trước tiên, chúng mình sẽ ôn nhận biết cao thấp. Chúng mình xem cô có gì đây. Trên màn hình của cô có bạn hiêu, bạn gấu và những quả bóng bay thật nhiều màu sắc đấy. Theo các con thì bạn nào có thể lấy được những quả bóng bay và bạn nào không lấy được những quả bóng bay? À đúng rồi đấy chúng mình ạ. Bạn hiêu có thể lấy được những quả bóng bay, còn bạn gấu thì không lấy được. Vậy vì sao mà bạn hiêu có thể lấy được, còn bạn gấu lại không lấy được những quả bóng bay nhỉ? À, vì bạn hiêu cao hơn bạn gấu nên bạn hiêu đã lấy được những quả bóng bay. Còn bạn gấu thấp hơn bạn hiêu nên bạn gấu không lấy được những quả bóng bay đấy chúng mình ạ. Tiếp theo là bài học hôm nay của chúng mình. So sánh chiều cao của hai đối tượng. Các con cùng nhìn xem cô có gì đây nhé. Ở đây cô có hai ngôi nhà. Ngôi nhà màu đỏ và ngôi nhà màu vàng. Chúng mình có nhận xét gì về chiều cao của hai ngôi nhà? À, hai ngôi nhà không bằng nhau phải không nào? Chiều cao của ngôi nhà màu đỏ như thế nào so với ngôi nhà màu vàng? Đúng rồi đấy chúng mình ạ. Ngôi nhà màu đỏ thấp hơn ngôi nhà màu vàng. Vậy chiều cao của ngôi nhà màu vàng như thế nào so với ngôi nhà màu đỏ? Ngôi nhà màu vàng cao hơn ngôi nhà màu đỏ. Vì sao chúng mình biết ngôi nhà màu đỏ thấp hơn ngôi nhà màu vàng và ngôi nhà màu vàng cao hơn ngôi nhà màu đỏ? Để biết chính xác vì sao ngôi nhà màu đỏ thấp hơn ngôi nhà màu vàng và vì sao ngôi nhà màu vàng cao hơn ngôi nhà màu đỏ thì chúng mình cùng quan sát nhé. Khi cô đặt hai ngôi nhà cạnh nhau trên một mặt phẳng, cô dùng thước đặt lên trên ngôi nhà màu đỏ, chúng mình sẽ thấy ngôi nhà màu vàng có phần thừa ra ở phía trên. Vì vậy, ngôi nhà màu vàng cao hơn ngôi nhà màu đỏ. Cô đặt thước lên ngôi nhà màu vàng thì ngôi nhà màu đỏ thiếu một phần so với ngôi nhà màu vàng. Vì vậy, ngôi nhà màu đỏ thấp hơn ngôi nhà màu vàng. Chúng mình cùng nhắc lại với cô nào. Ngôi nhà màu đỏ thấp hơn ngôi nhà màu vàng. Ngôi nhà màu vàng cao hơn ngôi nhà màu đỏ. Cô đố chúng mình biết, trên màn hình của cô có hình ảnh gì? À, cô có hai cái cây. Một cây lá màu xanh và một cây lá màu đỏ. Chúng mình cùng quan sát và cho cô biết chiều cao của cây lá xanh như thế nào so với cây lá đỏ. À đúng rồi đấy, cây lá xanh cao hơn cây lá đỏ. Vậy chiều cao của cây lá đỏ như thế nào so với cây lá xanh? Cây lá đỏ thấp hơn cây lá xanh. Vì sao các con biết cây lá xanh cao hơn cây lá đỏ và cây lá đỏ thấp hơn cây lá xanh? Chúng mình cùng quan sát nhé. Khi cô đặt hai cây cạnh nhau trên một mặt phẳng, cô dùng thước đặt lên trên cây lá xanh thì cây lá đỏ thiếu một phần so với cây lá xanh. Vì vậy, cây lá đỏ thấp hơn cây lá xanh. Cô đặt thước lên trên cây lá đỏ thì chúng mình thấy cây lá xanh thừa ra một phần so với cây lá đỏ. Vì vậy, cây lá xanh cao hơn cây lá đỏ. Chúng mình cùng nhắc lại với cô nào. Cây lá xanh cao hơn cây lá đỏ. Cây lá đỏ thấp hơn cây lá xanh. Các con học rất giỏi. Cô sẽ thưởng cho chúng mình một trò chơi mang tên Ai nhanh nhất. Yêu cầu của trò chơi như sau. Trên màn hình xuất hiện các câu hỏi với các đáp án lựa chọn. Thời gian suy nghĩ là 5 giây.
Nhiệm vụ của các con sẽ là lựa chọn đáp án trả lời đúng nhất. Chúng mình cùng bắt đầu chơi nào. Câu hỏi số 1. Các bé hãy chọn chậu hoa cao hơn. Đáp án A, chậu hoa màu đỏ. Đáp án B, chậu hoa màu hồng. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Và đáp án chính xác là đáp án A. Xin chúc mừng các bạn đã lựa chọn đáp án A. Câu hỏi số 2. Các con hãy chọn cây bút chì thấp hơn. Đáp án A, cây bút chì màu xanh. Đáp án B, cây bút chì màu vàng. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Và đáp án trả lời đúng là đáp án B. Xin chúc mừng các bạn. Các con ạ, trong cuộc sống của chúng mình có rất nhiều đồ dùng, đồ vật có chiều cao khác nhau. Chúng mình hãy tìm và nói cho ông bà, bố mẹ cùng biết nhé. Bài học ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con.